Tâm Sinh Tâm Thế Trầm Thượng Thư sẽ ra mắt khán giả đúng một tuần nữa. Tâm Sinh Tâm Thế Trầm Thượng Thư là bộ phim truyền hình cổ trang huyền huyễn nằm trong hệ liệt Tâm Sinh Tâm Thế của tác giả Đường Thất Công Tử, với sự tham gia của các diễn viên chính như Cao Vĩ Quang, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Vũ Hân. Bộ phim tiếp tục câu chuyện tình duyên ngàn năm giữa đế cơ Thanh Khâu Phượng Cửu và Đông Hoa Đế Quân, tôn thần của Thái Thần Cung. Sau sự thành công của hai nhân vật Phượng Cửu và Đế Quân trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nên hai nhân vật này tiếp tục câu chuyện tình yêu của mình trong Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư, lần này đã nhận được nhiều sự mong đợi của khán giả. Thế nhưng dù đã đóng máy một thời gian nhưng ngày công chiếu phim vẫn là một ẩn số. Mới đây trên mạng xã hội Weibo xuất hiện tin phim Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư đã được định sẽ lên sóng vào ngày 12 tháng 6 trên kênh Đăng Tấn. Điều đáng quan ngại chính là lệnh cấm cổ trang của Tổng cục dường như đã được áp dụng. Không ít bộ phim truyền hình cổ trang trước đó lao đao như Cửu Châu Phiêu Miểu Lục dù đã định nhưng cũng phải rời lịch trước khi phim công chiếu 40 phút. Liệu rằng Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư có thuận lợi được lên sóng hay không? Chúng ta hãy cùng chờ nhau xem nhé!